Rồi hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình nha. Đáng lẽ ra là mình sẽ ngưng cái chuỗi series về chiếc Grande vào ngày hôm nay để mình sẽ lên video một chiếc ad rất là mới, một chiếc ad do mình tự sáng chế. À không phải mình, do đại lý mình tự sáng chế ra. Trắng ngọc trai mâm màu xanh á. Nhưng mà bởi vì mình lên mấy video mấy màu khác á thì mấy bạn vô bình luận quá trời bình luận luôn. Trời ơi, lên video Grande mà đèn bỏng đi, chưa có ai làm hết trơn. Thì bây giờ tôi làm nè, vừa bụng chưa? Thì hôm nay chủ yếu quay cái màu này cho mấy bạn xem. Chiếc xe vừa xuống là nó đập vào mắt mình ngay lập tức. Nó đen thùi lùi à. Nhưng mà không hiểu sao nó thu hút lắm nha. Cái giống ông gì nó cũng đen hết trơn. Nó đen từ đầu cho đến đít. Và bên cạnh những cái màu sắc mà người trẻ chạy cũng được, các chị trung niên một tí chạy cũng được, và các cô lớn tuổi chạy cũng được, đó là bạc nhám, xám nhám, xanh nhám. Và không thể không kể đến màu đen được. Đen là một màu sắc mà dễ chạy nhất từ trước tới giờ, kể cả nhám hay là bóng, dù bất kỳ lứa tuổi nào nó cũng phù hợp hết. Và huống hồ là nhìn nó rất là ngon, thì giống như là một cục thạch xương sáo vậy nè. À mà quên, các bạn nhìn chiếc xe này, nhìn cái viền mạ chrome của nó đó, ở ngay mặt nạ trước nè, các bạn có thể biết đây là phiên bản nào đâu. Giờ phân biệt được chưa? Chưa đúng không? Nhìn làm sao mà phân biệt được? Chắc tôi phải lên cái video để tôi chỉ phân biệt phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản đặc biệt, phiên bản giới hạn đúng không? Cái lớp này nè, cái màu này là màu xám bóng nè, đó là phiên bản đặc biệt. Còn cái lớp đó là màu bạc bóng, đó là phiên bản tiêu chuẩn. Mà nó là màu bạc mờ, đó là phiên bản giới hạn. Tất nhiên sẽ có một vài trường hợp ngoại lệ như màu xanh thì chúng ta không nhắc đến. Và toàn bộ chiếc xe này sẽ là màu đen bóng. Tem là Grande chữ nổi ha. Và cái viền xung quanh đèn ở phía phao câu của xe nó cũng sẽ là màu xám bóng luôn. Để tránh 100% full đen thì Yamaha lại thiết kế một cái yên có cái viền màu nâu xung quanh phía sau, và ở cái mõm phía trước sẽ có màu nâu. Đó cũng là một cái điểm nhấn của chiếc xe này. Nhìn quay cái yên không thì thấy lạc quẻ thôi, nhưng mà nhìn tổng thể nguyên con thì đó là một cái điểm nhấn khá là đẹp. Và giá xe này hiện tại phiên bản đặc biệt khóa thông minh có ABS này là 52 triệu đồng. Giá tại thời điểm này ha, nó có thể thay đổi theo từng tháng, từng năm, vân vân và mãi mãi. Để đề phòng những trường hợp vài tháng nữa mấy bạn có xem, thì đến lúc đó các bạn mua xe, các bạn có thể gọi vào cửa hàng ở dưới phần mô tả ở Cần Thơ, địa chỉ số điện thoại liên hệ dưới đó, để chúng ta check lại cái giá thời điểm đó ha. Đó, các bạn thấy lớp này là lớp xám bóng nè, đó là dấu hiệu nhận biết đó là phiên bản đặc biệt. Ok chưa? Còn phiên bản tiêu chuẩn, cái lớp đó sẽ nó màu sáng hơn, nó màu bạc bóng. Còn màu bạc mờ đó là phiên bản giới hạn. Chúng ta có thể quan sát được qua cái viền, không biết phải mạ chrome không nữa, cứ gọi gì vậy, cho nó dễ. Nhiều bạn nói cái hình này là cái hình của chiếc Trinet, hình viên thuốc iPhone 14, hình cà vạt, đủ thứ sáng chế, mỗi người một suy nghĩ mà. Và cái màu đen bóng này nó sẽ có trên cả hai phiên bản, là phiên bản tiêu chuẩn lẫn phiên bản cao cấp. Tức là chúng ta sẽ có khóa cơ lẫn khóa thông minh. Cái đèn xi nhan nó làm gọn lại và được thay thế bởi đèn LED, chứ không phải halogen giống như là chiếc cũ. Ok. Còn cái đèn đề mi thì nó sẽ dài, đó là dấu hiệu phân biệt giữa đời mới và đời cũ rất là dễ qua hai cái đèn ở phía trước như thế này. Tay thắng của nó sẽ là màu đen mờ như thế này luôn. Đó. Ở chỗ cái đèn pha cos nó sẽ thiết kế theo cái dạng hình viên kim cương, và xung quanh của nó cũng mạ một cái lớp màu xám bóng luôn. Và tất nhiên cái gù tay cũng là màu đen, và cái bao tay cũng là màu đen thùi lùi luôn. Nói chung là full đen, qua tới cái cụm công tắc cũng đen thùi. Quang rất là thích cái kèn của xe Yamaha nha mọi người. Cái cách bố trí của nó nằm ở vị trí phía dưới, khi trường hợp khẩn cấp chúng ta cần bóp thì nó sẽ dễ hơn. Chứ cái kèn nằm ở giữa ở trên thì nó lọ mọ tìm hơi khó. Vẫn còn công tắc đèn, vẫn tắt từ đèn ha, mừng rồi. Có hệ thống tự động ngắt khi các bạn dừng xe, xe sẽ tự động tắt máy, chỉ cần bạn ra và chạy thôi. Dưới này là nút đèn. Và cái tính năng mà tự động ngắt đó các bạn có thể bật hoặc là các bạn có thể tắt, tùy theo nhu cầu. Ở đây là mặt đồng hồ, bây giờ là full điện tử, full luôn, chứ không còn đồng hồ kim, đồng hồ cơ như ngày xưa nữa. Bây giờ người ta đã sang chảnh rồi. Xích xuống tí xíu nào. Đó, đây là khóa thông minh Smart Key. Tất nhiên rồi, đây là phiên bản đặc biệt, phiên bản cao cấp mà. Các bạn có thể mở xăng ở trên, mở yên ở dưới, sẽ có sạc điện thoại, mua một cái tẩu chuyển đổi. Ở đây sẽ có một cái hộp chứa đồ để điện thoại vô đó cho ăn cướp nó giật. Rồi ngoài ra thì các bạn có thể để ly nước mía ở đó để chai nước. Còn nhiều bạn hỏi là nó có động nước mưa không? Hỏi cái gì mà hỏi ngáo vậy? Yamaha thiết kế tự nhiên hỏi có động nước mưa, tất nhiên có cái lỗ thì phải chảy ra rồi. Đây có cái móc chứa đồ, bình xăng rất là dễ mở với một nút nhấn. Chứ cứ ngồi chiếm trệ trên chiếc xe cho tôi, mặc áo dài, mặc đầm, mặc váy cưới gì đó, cứ ngồi chiếm chạy trên xe, nhấn một nút, bụp, nó tự bật ra. Anh nhân viên lại đổ xăng.
Thời bây giờ mua xe tay ga năm mấy triệu, đổ xăng với lết xác xuống xe là cái gì? 1,66 lít trên 100 cây, mức tiêu hao nhiên liệu đứng đầu Việt Nam. Hiện tại đây là chiếc xe tay ga tiết kiệm xăng nhất Việt Nam. Đừng có vô hỏi tôi nhìn chiếc anh đê chị, xe này hao xăng không em? Bậy nha, bậy cực kỳ bậy. Chỉ vô chiếc xe quốc bình xăng con hỏi vấn đề đó còn ok chấp nhận được. Nghĩ sao xe tiết kiệm xăng nhất Việt Nam hỏi hao xăng không? Động cơ Luco Hybrid. Động cơ này thì nó rất là êm ái nè, nó đem đến một cái trọng lượng nhẹ nè, lướt đi như xe điện luôn. 125 phân khối nha, nhưng mà rất là tiết kiệm xăng. Động cơ có trợ lực điện chứ không phải chạy bằng điện nha mấy má. Có nhiều bạn nói là ô chiếc này là chạy tới bao nhiêu tốc độ, tức là chạy bằng điện không chạy xăng nữa. Ở đâu ra vậy? Xe đó chắc của tương lai mấy trăm năm sau á. Ở đây sẽ có một cái phuộc, có một cây phuộc một à, 101 kg, trọng lượng rất là nhẹ. Các chị nè, các cô nè, có thể dắt tới dắt lui, kéo qua kéo lại trong nhà hoặc là trong bãi giữ xe cũng khá là dễ với cái cân nặng như thế này. Ở dưới này nó bị gọt bỏ một cái phần dàn áo rồi, chúng ta sẽ gác chân á, gác chân trống nó sẽ dễ dàng hơn mà không bị cọ vào dàn áo giống như là phiên bản cũ. Ở đây sẽ có một cái đường cắt xẻ rất là mạnh ha, tạo nên một cái điểm nhấn, và phía sau một cái đuôi của nó đang bự, cái nó túm lại giống như là làm bánh kem vậy đó, cái bọc đổ bánh kem á nó bị túm lại đó, thì này giống như cái bọc vậy, nó bị túm lại ở phần đuôi và nhìn nó sẽ thời trang hơn, nó gọn hơn, nó hiện đại hơn. Tất cả hệ thống đèn chiếu sáng của chiếc xe này đều được nâng cấp lên LED hết, không còn bóng halogen nữa. Và cái bình xăng nằm ở vị trí phía trước thì trong xe sẽ không, cốp này không có cái bình xăng nào nữa hết, cho nên sẽ đem đến một cái cốp rất là rộng 27 lít để đồ là đã luôn. Và các bạn lưu ý một điều là ở phiên bản đặc biệt và phiên bản giới hạn, tức là hai phiên bản sử dụng khóa thông minh á, thì cái cặp kiến của nó sẽ theo đúng màu của xe. Chiếc xe màu gì thì cái cặp kiến của nó, cặp kính của nó sẽ là màu đó. Còn riêng phiên bản tiêu chuẩn thì nó chỉ là màu xám thôi. Màu gì nó cũng là màu, kiến nó cũng màu xám hết. Đặc biệt là xe màu gì kiến màu đó nha. Chúng ta sử dụng khóa thông minh thì sẽ có một cái remote, một cái miếng giấy đỏ và hai cái chìa khóa cơ dự phòng. Mình nhắc rất nhiều lần, khi bạn mua xe mới thì nhớ nhận ba cái này và nhận cuốn sổ bảo hành luôn nha. Chế độ bảo hành là 3 năm hoặc 30.000 cả. Cái chuyện bảo hành qua app hoặc gì đó thì ở đâu cũng có, nhưng các bạn nên nhận sổ bảo hành đem về. Và phía sau nó có cái hướng dẫn là kết nối xe với điện thoại á. Yamaha Motorcycle Connect. Nói chung kết nối với điện thoại, nếu các bạn không cần thiết thì cũng không cần kết nối làm gì, lô bô nhức đầu thêm gì. Trong này sẽ có cái bình là quay của xe, nó nằm ở vị trí này ha. Cộng dây đỏ, dấu cộng, cộng dây đen dấu trừ này để kỳ thường viên người ta gáp đi chứ mấy má thọc vô gáp làm gì. Mình nhờ nhóc này nó đấu cái bình đi, lát mình mở đèn xi nhan, mở tập đồng hồ. Có cái dít ở phía dưới yên chỗ này cho mấy bạn ha. Cái sàn để chân xe này rộng lắm mọi người, rộng hơn Genesis rất là nhiều, để chân rất là thoải mái và để một cái ghế cho mấy bé ngồi cũng dễ dàng luôn. Hồi năm 2021 mình có làm video khuyết điểm của xe Hyundai á, thì mình nói một trong những khuyết điểm là nó không có hộp chứa đồ và không có sạc điện thoại. Giờ nó bổ sung vô luôn rồi, thậm chí còn cho kết nối với điện thoại nữa. Giờ tính năng nó quá nhiều luôn rồi, khuyết điểm thì nó lại ít. Quá nhiều tính năng cho một chiếc xe và tầm giá trên dưới 50 triệu. Đó, mở đèn xi nhan cho mấy bạn xem đó. Mặt đồng hồ thì ở trên là km/h và kết nối Wi-Fi Connect, ở dưới là máy thông số như là cái cũ, không có khác gì hết, mà đồng hồ màu nó đã ok rồi, cho nên Yamaha không có nâng cấp cái đồng hồ phía dưới, chỉ nâng cấp đồng hồ phía trên. Trong này sẽ có một cái đèn cúp yên để buổi tối các bạn mở lên á, thì có dòng vàng kim cương gì đó thì đèn nó chiếu vô cho ăn trộm ăn cướp người ta thấy rõ hơn, người ta lấy. Cái dè phía sau thì nó sẽ nhọn nhọn như thế này ha, đó, xi nhan phía sau đẹp tuyệt vời ha. Trời ơi, chiếc xe có 52 triệu thôi, kiểu dáng châu Âu nè, tính năng thì đầy đủ hết. Còn một tính năng mà nãy giờ chưa có kể nữa đó, nhớ không? Tự nhớ đi. Một tính năng mà các bạn mua phiên bản tiêu chuẩn mà muốn gắn độ cái đó lên là phải mấy triệu nữa, đó là ABS, hệ thống chống bỏ cứng phanh. Khi các bạn thắng gấp thì nó sẽ hạn chế cái khả năng trơn trượt bánh của chúng ta, chạy nó an toàn hơn. Và trong tầm giá 50 mấy triệu, tất nhiên là vỏ không ruột, lớp không xăm á, khi các bạn chạy cán đinh á thì nó cũng không bị xì liền, nó cũng đỡ nguy hiểm ha. Nó vẫn chạy được tới cái chỗ mà vá ép hay gì đó, nói chung là vẫn chạy được bình thường. Trời, bên này bị khùng cái gì, nói cái giọng điệu gì. Các bạn có thể mua với hình thức trả tiền mặt hoặc là trả góp, hoặc là bán chiếc xe cũ đổi xe mới. Bên mình cũng có thu tất cả các xe cũ, không riêng Yamaha xe gì cũng thu hết. Cô này mới mua chiếc Grande luôn à, màu trắng ngọc trai đẹp tuyệt vời chưa? Thấy không, lứa tuổi nào cũng chạy được. Rồi bye bye.